Liên đoàn Lao động tỉnh vừa phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên tổ chức mua vải thiều ủng hộ nông dân tỉnh Bắc Giang. Qua tuyên truyền vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong toàn tỉnh và các công đoàn cơ sở, nhiều doanh nghiệp mua vải bổ sung và suất ăn ca cho công nhân, đồng thời xây dựng điểm bán hàng ủng hộ tại số 96, đường Điện Biên, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, giá bán ủng hộ 16.000 đồng 1 kg. Liên đoàn Lao động và Hội Nông dân tỉnh đã tiêu thụ được trên 40 tấn vải giúp nông dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, trong đó có nhiều đơn vị tiêu thụ từ 3 đến 4 tấn vải như công đoàn các khu công nghiệp, Hội Nông dân huyện Văn Giang. Toàn bộ số vải thiều Bắc Giang đã được tiêu thụ đều đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và có xác nhận an toàn dịch bệnh COVID-19.